Hello, xin chào mừng các bạn đã với tới kênh của Nguyên nha. Và video này là một video Nguyên sẽ tập hợp một con lưng mini cho các bạn. Con lưng mini này do bạn trên kênh làm này cho các bạn nha. Đây là cái link kênh của em nói nha các bạn. Đây là Bạch Long Đường nha các bạn. Đây là link kênh, cái kênh của em ở đây. Và mình sẽ khui con lưng này. Con lưng này là em nó tặng mình, như là mình đã cột móc được 3.000 shop nên em nó tặng mình như một món quà dành cho mình để mình trưng bày khi để nhớ tới đó, nhớ em này đó các bạn. Nên video này là video mình sẽ khui con lưng này các bạn. Và đây cái bên đây là hai cái sườn lưng. Đây nha các bạn. Cái bên đây là hai cái sườn lưng, một sườn lưng nhỏ, một sườn lưng lớn. Lưng này lưng 1.2 và lưng này lưng nhỏ, và Nguyên sẽ khui con lưng này để so sánh cho anh em xem các bạn nha. Để cho anh em coi con lưng này to như thế nào nha. Và bây giờ Nguyên sẽ khui nha các bạn. Anh em xem anh em nhớ đừng quên like và ủng hộ cho Nguyên nha các bạn ơi. Video này là tiếp tục một video đặc hộp lưng nha các bạn. Và em đó có link trên kênh YouTube đó là Bạch Long Đường và cũng là Trần Dũng. Cho anh em nào lúc mà muốn mua lưng đó thì có thể liên hệ cho em này nha các bạn ơi. Và con lưng này là con lưng Bạch Long Cừu nha các bạn. Cực kỳ mà chưa mở nhưng mà mình biết rất đẹp lắm rồi đây. Em có gói cẩn thận nha các bạn. Để tránh nó bị tình trạng hư móng các bạn. Ui đẹp thiệt chứ anh em ơi. Đây mình sẽ từ nhăn, mình sẽ từ mình sẽ quay cho anh em xem nha. Cực kỳ đúng đẹp luôn. Và đây nha anh em ơi. 1, 2, 3. Đẹp không các bạn ơi? Một con lưng cực kỳ đẹp, lưng mỏ tròn nha các bạn. Đây là kiểu lưng mỏ tròn các bạn nha. Em nó làm rất là chắc chắn luôn nè. Ở đây mình sẽ bóc tem nó ra một lần nữa nha các bạn. Em này đẹp lên tới hai cái tem lần. Đều có tay mũi gì bình thường nha các bạn. Cực kỳ chất chơi con người dơi luôn. Lên bằng con lưng này lên bằng lông cừu nha các bạn ơi. Này mình phải chải lại nha các bạn. Đẹp không các bạn ơi? Đây nha, và chớp mắt luôn đây. Ok rồi các bạn. Ok các bạn ơi. Cực kỳ đẹp các bạn luôn. Và đây nha các bạn nha, Nguyên nãy giờ Nguyên khui thì nó cũng đã xong em lưng rồi các bạn. Đây là một em lưng mỏ tròn nha các bạn nha, cực kỳ đẹp luôn. Và mình rất may là mình khui em lưng này thì bạn trên kênh YouTube là Bạch Long Đường này nha các bạn đã rút kinh nghiệm từ video trước, video bữa bạn Phúc Thịnh giao lưng nên nó cũng rút được kinh nghiệm nên con lưng này may ra nó cũng không bị dễ anh em ơi. Bạn thấy không, em làm một hộp giấy rất cực kỳ to và chắc chắn luôn. Và em lưng này là em lưng hai tấc các bạn nha, lưng hai tấc cực kỳ đẹp. Em nó vẽ màu nó cũng ok luôn đó bạn, có tay sâu luôn bạn, ok các bạn ơi. Và mình anh cảm ơn em rất nhiều nha, đã ủng hộ anh trong khi kênh anh được cán mốc 2.000 người đăng ký. Và anh sẽ lúc anh sẽ treo con lưng này lên để nó có thể như là một món quà của em dặn cho anh không thể nào thể làm hư nó được ạ. Quà cực kỳ đẹp luôn, nhìn sườn làm rất là cực kỳ chắc chắn luôn, không thể chê vào đâu được ạ. Và video Nguyên nay Nguyên sẽ xin kết thúc nha các bạn. Thấy hay thì nhớ Nguyên một like và một đăng ký và nhớ chia sẻ những video mới nhất của Nguyên. Và video sau Nguyên sẽ quay cho các bạn xem tổng quát về rõ hơn về những em lưng này nha các bạn. Và đây, đợi các bạn đợi xíu, mình cho các bạn xem nè, chi tiết các bạn. Nhìn hai con lưng khác nhau bạn, con lưng này thì bỏ vừa luôn ạ. Để hai lưng và hai lưng mỏ tròn đều khác nhau nha. Ở đây nha, mà mình bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn những clip tiếp theo.